Napoli hỏi mua Lukaku. Theo nguồn tin từ nhà báo Gimazio, Napoli vừa đưa ra lời đề nghị mới cho Chelsea về trường hợp của Romelu Lukaku. Sau khi đáo hạn hợp đồng cho mượn với Rome, Romelu Lukaku đã chính thức quay trở lại câu lạc bộ chủ quản Chelsea trước khi có bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Cầu thủ người Bỉ nhiều khả năng sẽ phải tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Một trong những đội bóng quan tâm sát sao nhất đến tình hình của chân sút sinh năm 1993 phải kể đến Napoli. Tân huấn luyện viên Antonio Conte muốn tái ngộ cậu học trò cũ tại sân Maradona vào mùa giải tới. Tuy nhiên, mức phí mà đội bóng xứ Naples đặt lên bàn đàm phán chưa đủ sức thuyết phục Chelsea. Theo nguồn tin từ nhà báo Maggio, Napoli vừa đưa ra lời đề nghị mới nhất rơi vào khoảng 25 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí để đổi lấy chữ ký của Romelu Lukaku. Chelsea nhận hung tin. Chelsea vẫn đang nỗ lực tăng cường thêm nhân sự khi dành sự quan tâm cho trung vệ tuyển Anh, Maguire. Hàng phòng ngự Chelsea đang cho thấy nhiều vấn đề trong giai đoạn tiền mùa giải. Dù sở hữu trong đội hình không ít trung vệ tiềm năng, thì nhưng vẫn chưa có cái tên nào khiến huấn luyện viên Enzo Maresca thật sự yên tâm. Do đó, đã có tin đồn rằng The Blues muốn đưa Maguire trở về sân Stamford Bridge để gia cố khu phòng tuyến. Trung vệ tuyển Anh là sản phẩm trưởng thành từ lò co bẩm, nhưng đã quyết định chuyến đến Crystal Palace để có thêm thời gian thi đấu. Tại đây, anh chơi thăng hoa và được gọi vào thành phần tam sư tham dự Euro 2024. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Chelsea có thể tái hợp với Guehi khi Newcastle United cũng tham gia vào thương vụ này. Thông tin từ ký giả Fabrizio Romano, Newcastle United đang rất tự tin có thể chiêu mộ thành công trung vệ Maguire với lời đề nghị mới nhất được họ gửi đến Crystal Palace. Dù vậy, nhà báo người Italia cũng cho biết thêm, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và đôi bên cần thêm thời gian để đạt được sự thống nhất về các thỏa thuận. Saunders lo lắng về tân binh MU. Cựu tiền vệ của Liverpool, Graham Saunders đã đặt dấu hỏi khi Man U cố gắng chiêu mộ trung vệ Zelay. Zelay nhiều khả năng sẽ hội ngộ với thầy cũ Erik ten Hag. Một thỏa thuận giữa Man U và Bayern Munich đã hoàn tất và sắp được công bố. Tuy nhiên, với nhiều chuyên gia, đây là chữ ký chứa đựng nhiều rủi ro cho Quỷ Đỏ. Huyền thoại MU đã tiết lộ nỗi lo của mình về hồ sơ chấn thương của Zelay và thực tế là anh cũng mất suất đá chính vào tay Erik Dier. Trong khi đó, phát biểu trên Talksport cho biết, tôi nghi ngờ về Zelay. Xin lỗi, nhưng cậu ấy không được đá chính tại Euro, dù cậu ấy là thành viên của đội tuyển. Bản thân điều đó đã nói lên một câu chuyện. Cậu ấy là một ngôi sao khi còn là thiếu niên. Cậu ấy đã tiến bộ kể từ đó chưa? Tôi không chắc cậu ấy có phải là người mà Manchester United cần vào thời điểm này không? Mùa trước, Man U đã để thủng lưới 58 bàn ở giải quốc nội. Họ đã bổ sung một trung vệ trẻ Lenny Yoro vào đầu mùa hè, nhưng anh đã dính chấn thương dài hạn. Đây là lý do Quỷ Đỏ gấp rút chiêu mộ thêm Zelay. Man City có mua Coman. Thời gian qua, thông tin Bayern Munich muốn chia tay chân chạy cánh Kingsley Coman đã thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi chiêu mộ thành công Ole Gunnar, Bayern Munich của huấn luyện viên Vincent Kompany thông báo sẽ không còn cần sự phục vụ của Kingsley Coman, đặc biệt khi hùng xám xứ Bavaria còn rất nhiều chân chạy cánh chất lượng khác như Leroy Sané, Gnabry hay Jamal Musiala. Về phần Coman, sau khi nhận được thông tin bản thân sẽ phải rời Allianz Arena, anh sẽ không cần phải quá lo lắng vì anh đang nhận được sự quan tâm của không ít đội bóng lớn. Nhìn vào bản CV của ngôi sao người Pháp, dễ hiểu vì sao anh lại là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Coman đã không ít lần vô địch Serie A, Ligue 1 và Bundesliga trong màu áo các câu lạc bộ lớn như Juventus, Paris Saint-Germain hay Bayern Munich. Ngoài ra, anh còn là thành viên trong đội hình tuyển Pháp về nhì ở World Cup 2022, cũng như là gương mặt quen thuộc ở mỗi đợt triệu tập của huấn luyện viên Gigi Deschamps. Nền tảng kỹ thuật khéo léo, tốc độ ấn tượng cùng việc mang đến những pha xử lý giàu tính đột biến đã giúp anh trở thành sự lựa chọn ưa thích ở những đội bóng mình đặt chân đến. Ngoài ra, Coman còn sở hữu khả năng tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Mùa giải vừa qua, dù không còn là sự lựa chọn hàng đầu nơi đội hình Bayern Munich, nhưng ngôi sao Les Dias vẫn có được 5 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân. Anh cũng sở hữu trung bình 1.8 cú sút, 1.4 đường chuyền quan trọng và 1.8 pha dây bóng thành công ở MT trận đấu mình góp mặt, theo thống kê từ WhoScored. Với bàn thành tích ấn tượng trong quá khứ cùng sự hữu dụng của một ngôi sao hàng đầu, vậy liệu Man City có nên chiêu mộ Kingsley Coman ở kỳ chuyển nhượng hè? Câu trả lời chắc chắn là có. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Bến đỗ tiềm năng của Phillips. Tiền vệ thất sủng của Manchester City, Calvin Phillips dự kiến sẽ rời sân Etihad trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng hè. Cập bến sân Etihad với mức giá 50 triệu euro, Calvin Phillips lúc đó được xem là tiền vệ trụ số một tuyển Anh và là một trong những máy quét hay nhất Premier League. Thế nhưng khi đến với Man City, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngôi sao tam sư không thể thích ứng với chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola. Anh thi đấu thiếu hiệu quả, phòng ngự hời hợt, gặp vấn đề trong khâu kiểm soát bóng và không thể trở thành mắt xích giúp The Citizens di chuyển lối chơi ở khu trung tuyến. Do đó, tiền vệ người Anh đang đứng trước cánh cửa rời sân Etihad khi không thể cạnh tranh vị trí đá chính nơi đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Theo nguồn tin của trang Manchester Evening News, Ipswich,
Everton và Fulham đang nổi lên ba câu lạc bộ muốn giành chữ ký của Calvin Phillips. Ngoại trừ Ipswich là tân binh mới lên hạng Premier League và được xem là ứng viên có thể quay trở lại Championship trong mùa giải tới, cả Everton và Fulham đều là những đội bóng đã quen mặt với đấu trường, cũng như có tiềm lực cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng, qua đó trở thành bến đỗ tiềm năng hơn dành cho cựu tiền vệ tuyển Anh. Chelsea tống khử 9 cầu thủ. Theo báo cáo từ Daily Mail, Chelsea lập kế hoạch thanh lọc nhân sự mạnh mẽ trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2024 đóng cửa. Theo báo cáo từ Daily Mail, Chelsea sẽ tìm cách huy động hơn 200 triệu bảng Anh tiền bán cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2024 đóng cửa. Then Luton đáp ứng luật công bằng tài chính nếu không muốn nhận án phạt nặng. Mùa hè 2024, Chelsea chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng khi đem về hàng loạt tân binh. Pedro Neto trở thành tân binh mới nhất cập bến sân Stamford Bridge hè này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tiêu tốn của Chelsea khoảng 54 triệu bảng Anh. Theo Daily Mail, Chelsea đã chi 1.5 tỷ bảng Anh dưới kỷ nguyên Todd Boehly. Số tiền chuyển nhượng khổng lồ. Hiện tại, Them Blues sở hữu hơn 50 cầu thủ trong đội hình. Huấn luyện viên Enzo Maresca cần thanh lọc đội hình. Chelsea đặt mục tiêu thu về 200 triệu bảng Anh từ việc bán 9 cầu thủ. Bộ ba Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah và Armando Roja dự kiến giúp Them Blues nhận về 70 triệu bảng. Gallagher là cái tên nổi bật khác của Chelsea. Tiền vệ người Anh được định giá vào khoảng 35 triệu bảng. Raheem Sterling có thể bị bán khi mức lương lên đến 300.000 bảng mỗi tuần. Ben Chilwell hiện nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Maresca và có thể bị đẩy đi. Ba gương mặt khác nhiều khả năng bị Chelsea tống khứ ở hè 2024 bao gồm Chukwuemeka, David Fofana và Kepa. Em Kentia đắt hàng. Theo Football Insider, Everton được cho muốn sở hữu chữ ký của tiền đạo Sdn Kentia dù chỉ là một bản hợp đồng theo dạng cho mượn. Arsenal muốn bán Sdn Kentia và đã đàm phán với Olympique Marseille về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. Cầu thủ người Anh đã đồng ý về các điều khoản cá nhân với đội bóng Leeds và rất mong muốn động thái này thành hiện thực. Arsenal đang hướng đến mục tiêu đảm bảo một khoản phí chuyển nhượng lớn từ chữ ký của Nketiah và điều đó mở ra cuộc đua cho các đội bóng khác. Everton là câu lạc bộ gần nhất bày tỏ sự quan tâm theo tiết lộ của Football Insider. Everton rất muốn có được Nketiah vì kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League của Anh. Tuy nhiên, một báo cáo từ Football Insider cho rằng Everton khó có thể hoàn tất việc ký hợp đồng do những hạn chế về tài chính. Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù Arsenal đã đề xuất một thỏa thuận cho mượn kèm theo nghĩa vụ mua đất, nhưng Everton có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu này. Do đó, hiện họ đang tìm kiếm các lựa chọn cho một tiền đạo giá cả phải chăng hơn để củng cố đội hình của mình. Jubimendi từ chối đãi ngộ. Theo nhà báo Fabrizio Romano, tiền vệ Martin Jubimendi đã từ chối cơ hội gia nhập Liverpool. Trong những tuần gần đây, Liverpool dường như đã thúc đẩy việc chiêu mộ Martin Jubimendi. Đáng tiếc, tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định tiếp tục gắn bó với Sociedad. Nhà báo Fabrizio Romano thông tin về thương vụ Martin Jubimendi từ chối Liverpool sau khi anh cũng đã làm điều tương tự với các cơ hội đến từ Bayern và Arsenal trong những năm gần đây. Tình yêu vô điều kiện dành cho Sociedad là lý do anh ở lại và sẵn sàng ký hợp đồng mới. Đề xuất hợp đồng từ Sociedad thấp hơn nhiều so với đề nghị từ phía Liverpool. Như vậy, tiền vệ 25 tuổi này sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Basque và Liverpool sẽ phải tìm kiếm một phương án khác để xoay tua với Ataruendo ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong thời gian qua, họ cũng đã tiếp cận với Adrien Rabiot, cầu thủ hiện không còn hợp đồng với Juventus. Tuy nhiên, chưa có thông tin gì thêm về thương vụ khi gần như tuyển thủ Pháp sẽ đòi hỏi một mức lương khá cao.